Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Hôm nay em sẵn em luộc mấy củ khoai bác nhé. Em review bác luôn cái nồi áp suất. Cái này của hãng Tefal nhé, Tefal Pháp. Này, con này nó bị xem xém một tí cái khoai này, chút xíu. Con này nó có hai chức năng các bác nhé. Một chức năng là hầm rau củ, một chức năng nữa là hầm xương các bác nhé. Mình gạt cái này. Đấy. Nhưng mà khi mình muốn gạt thì mình phải đậy cái vùng xuống nhé. Đó. Đóng được vung thì mới đầu nó cho mình gạt các bác nhé. Đấy, nguyên tắc của nó. Con này dung tích của nó là 6 lít nhé. Nồi sản xuất từ sản xuất tại Pháp luôn. Đấy, còn rất là đẹp nhé. Giòn còn rất mới. Đấy, em chỉ bỏ một chút xíu thôi. Chút xíu nước thôi. Đấy, để cho nó có tí hơi thôi. Chứ còn nó cũng... Tại vì nồi áp suất thì nó nhanh. Nên cũng không cần đấy. Em sẽ tăng mức cao nhất để cho nó nhanh chín nhé. Đấy. Em sử dụng bếp từ em luộc. Đó. Rất là nhanh để quay cho bác coi. Đấy. Em sẽ cho full công suất luôn. Bếp từ em đang sử dụng là bếp từ của Sanyo. À xin lỗi các bác, Toshiba. Đấy. Tổ sư bà. Size 75. Đấy. Dòng VIP. Nên là full viền luôn. Không có viền kính bác nhá. Gọi là tràn viền đó. Em đang sử dụng một cái miếng dán chống chảy kính của Nhật. Còn bếp Toshiba này thì là nó giải nhiệt ở phía dưới các bác nhé. Nên bác thấy gió này nó thổi này. Ở đây đấy, nó ở dưới đáy hết, tất cả đều giải nhiệt dưới đáy. Còn đây là giải nhiệt thông hơi cho nò nướng thôi. Nên là giải nhiệt dưới đáy nó có một cái lợi thế, đấy, có một cái lợi thế rất là ok. Các bác biết là cái gì không? Khi mà nó hút, đặc biệt là nó giải nhiệt ấy, nó không có bị hút dầu mỡ xuống dưới để đi vào bên bo mạch các bác nhé. Đấy. Thì nhà sản xuất người ta cũng có tính toán hết rồi, nhưng mà vẫn không thể tránh được các bác nhé. Tại vì là luồng không khí mà các bác, cộng thêm quạt nó chạy, đấy, nó hút thì tất nhiên là nó sẽ vào sâu bên trong các bác nhé. Đấy. Mới đầu thì nó chưa vào, nhưng mà dần dần nó sẽ vào các bác nhé. Đấy. Nó sẽ vào ít một từ từ. Ở dưới đáy nồi còn nước các bác nhé. Đấy. Em luộc rất là nhanh thôi, các bác nhìn đồng hồ nhé. Đấy. Một chút xíu là sôi thôi. Đấy, nó sôi một chút đấy. Khoảng 1 phút đến 2 phút thôi. Đấy, là mình tắt bếp. Mình để đó. Đấy, đến tự nó chín luôn. Nó chín bằng hơi nhé. Hơi nó vẫn còn giữ tại trong nồi của nó. Thì nục nồi áp suất thì các bác hầm xương hoặc là hầm đậu rất là nhanh các bác nhé. Nhanh hơn nhiều so với mình đun bằng nồi truyền sống. Nồi truyền thống thì các bác biết rồi, nó sẽ bay hơi. Đấy, vung nó không đậy kín thì nó bay hơi. Thì tất nhiên là mình sẽ phải mất thời gian rất là nhiều để mình hầm được xương hoặc là hầm được đậu. Đấy, đặc biệt là đậu nhé. Đậu thì rất là khó đó. Đấy. Mình muốn nấu chè thì nó lâu lắm. Kể cả hầm xương vậy. Hầm xương các bác bằng nồi áp suất thì nó nhanh 1 gấp 3 lần. Cứ tính một mức gấp 3 lần các bác nhé. Bác cứ lêm lếm gia vị vào, nó đã chuẩn bị sẵn, mình bỏ vào mình hầm, nó nhanh cực kỳ luôn. Bắt đầu có hơi đấy các bác ạ. Tại vì này em đấy, hơi nó bắt đầu xì ra đây các bác nhé. Đây này, nó sẽ xì ra đây này. Đấy. Bắt đầu xì lên rồi đó. Này, hơi này các bác thấy không? Đó. Hơi mình giữ lại thì là nó đầy. Đấy, thì là nó sẽ xả ra. Đấy, còn nếu mà chuyển về rau ấy, thì nó sẽ xả bớt đi. Đấy. Tại vì là áp suất của hầm rau củ nó chỉ có 85 kPa thôi, còn áp suất của hầm xương ấy, thì là nó trên 120, nên là nó mạnh hơn khoảng 30 mấy nữa. Đấy. 30% nữa. Đấy. Đây, nồi rất là đẹp bác nhá. Hai quai màu đỏ. Bình thường em sử dụng thì đa phần em dùng bằng nồi áp suất. Nếu mà để ninh xương hay là luộc khoai hoặc là luộc ngô hay là những cái vật mà nó cứng ấy, thì nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đó, như thế áp suất nó xả bớt ra. Khi mà bên trong nó đầy rồi thì cái van này nó sẽ nổi lên các bác nhé. Đấy. Thì mình không mở vung ra được nữa đâu các bác nhé. Đây, đấy, bây giờ mình không mở lên được nữa. Đó, thấy không? Thì mình không mở lên được nữa nhé. Chức năng an toàn của nó. Hơi ra rất nhiều các bác nhé. Bây giờ được 4 phút rồi. Đấy.
Thì em mới bật bếp từ bãi giờ được 4 phút bác nhé. Hơi bắt đầu xả ra thì các bác cứ tính nghĩa là từ lúc hơi nó bay ra. Nếu mà nục khoai thì em nghĩ là trước khoảng 2 phút thôi, 2-3 phút thì đó thôi, cho nó sôi xong rồi mình tắt bếp mình để đó, nó tự chín là vừa. Nó rất là nhanh sôi bác nhé, cứ để cho nó sôi như thế này, nghĩa là hơi bay ra thoải mái trong vòng khoảng 2-3 phút thôi, em nghĩ là ok. Mặc dù khoai nó rất là cứng đó, thì mình cứ luộc một vài lần là mình sẽ có kinh nghiệm thôi. Mình có cái đồng hồ ấy, mình thử đấy, mình thử cái đồng hồ chẳng hạn như là mình căn những lúc nó sôi lên bay hơi ra như thế này đấy, mình căn nó khoảng vài phút đầu thì lần sau thì lần luộc lần đầu tiên thì lần sau mình sẽ có kinh nghiệm tiếp, mình căn chỉnh dần đấy, em giảm nửa đi các bác nhé, không để nửa nó chạy phun nữa đó. Thì nó vẫn giữ hơi các bác nhé, và nó sẽ giữ hơi vừa vừa thôi, mình giảm nửa thì đồng thời nó sẽ giảm sôi sôi luôn. Con bếp từ này em xài qua một cái biến thế 200V ở bên trong rồi. Đấy, chỉ là chạy đúng 200V luôn. Đấy. Thì các bác bảo xài 220 cũng bình thường không sao cả. Có nhiều bác bảo anh xài suốt không vấn đề gì. Đấy thì em thì em có một cái biến áp cách ly 3kVA các bác nhá, 3 kg. Đấy. Của châu Âu. Đấy, dòng điện nó vào 230 và ra là 200V. Đấy, xài rất là hợp lý, nghĩa là vừa để đủ xài cho cái bếp từ luôn. Với công suất là bếp từ này chạy 5800, xài đủ luôn bác nhá. Đang chạy này. Đấy. Cách ly đó. Xài hơi phí các bác. Đây là cái nò nướng. Con này thì đẹp lắm các bác. Đấy, nò nướng của nó thì gần như là xài một vài lần nó thôi. Còn nguyên sách catalog hướng dẫn sử dụng luôn. Model của nó đây. Đấy, model của nó hiện tại đang là 732SG các bác nhá. Đấy. Tem nó nằm bên cạnh nha. Đấy. Đấy. Nướng cá này. Hẹn giờ này. Đấy. Hẹn giờ bếp này. Đấy. Hẹn giờ bao nhiêu này. Đấy. 2 phút này. Em hẹn giờ 2 phút em tắt bếp thử xem nhá. Nó sẽ lưu lại. Con này có thể chỉnh được cả dưới này luôn. Đây, tăng giảm. Tăng giảm. Quạt. Tăng quạt. Thôi. Tăng tốc độ của quạt. Đúng rồi, tăng tốc độ quạt vậy. Đây, cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của hãng. Đấy, bên Nhật thì họ toàn nướng cá thôi. Bếp nó 3000W các bác ạ. Mỗi bếp trái mới phải 3000, còn bếp trên là 1800 nhá. Con này bếp của em toàn từ. Ok, tắt bếp rồi. Đấy. Hẹn giờ tắt bếp rồi bác nhá. Con bếp này là tất cả đều dùng từ hết, không có dùng hồng ngoại. Đây, những cái bộ lồi này các bác ạ. Em cho bác coi những cái bộ lồi của nó này. Đường kính là 11,8 cm nhé, 11 nhé, 20 cm và sâu là 11,8. Giá của nó 13.000, đấy, 13.000 yên đấy, tương đương khoảng hơn 2 triệu tiền Việt mình, 2,6 nhân đôi cho nó dễ. Còn chảo này, chảo là đường kính là 26 và sâu 5,5 cm, 11.000 quá nhá, kinh. Đây, mấy cái chảo này 12.000 yên này, toàn hơn 2 triệu, 3 triệu. Ôi, có cái chảo này kinh không? 28cm này, 30.000 yên các bác ạ, 6-7 triệu tiền Việt mình, kinh thật. Rồi, có một cái chảo này nữa này, không biết bằng cái gì mắc thế, 28.000, 27.000, kinh. Ôi, bộ son này, 25.000 cái nồi này,
cái nồi này cao cấp hơn, bên này nó cao cấp hơn bên này các bác ạ. Giá nó ghê. Ở nên cái bộ nồi này nhìn sơ sơ thôi là một đống tiền rồi. Cái này thì là về tìm hiểu thêm. Đấy. Bếp này đẹp lắm các bác nhá. Giá của nó là 20 chai. Rồi ok các bác nhá, để quay lại cái nồi áp suất xem mà coi cái nồi nó thế nào rồi. Bếp thì nó tắt rồi nhé, tại bếp bán này hẹn giờ tắt bếp rồi. Đấy, nhìn các bác nhìn đẹp không? Đấy, khi mình cái bếp này khi mà mình bỏ vào kệ bếp ấy, nhìn nó mới đẹp các bác nhá. Đấy, còn nhìn thế này thì nó không có được đẹp đâu, bỏ vào tủ bếp nó mới hoành tráng. Đây em chỉ làm một cái tủ để test bếp các thứ thôi. Em sẽ đợi, nghe là từ quy trình lúc bắt đầu quay video cho bác là lúc bật bếp là lúc em kết thúc cái video nhé, để xem là cái nồi này nó có 10, 12 phút hoặc 15 phút gì đó có chín được khoai không. Đấy, cụ thể em quay để em bán cái nồi áp suất để cho các bác thôi, còn khoai thì hôm nay em rảnh thì có mua mấy củ khoai về luộc ấy để ăn. Bữa nay kinh tế khó khăn quá các bác ạ. Thôi, nếu mà nói vui với các bác thôi, có điều khoai ăn cũng rất là tốt các bác nhé. Đấy, cũng rất tốt cho đường tiêu hóa nữa. Đấy, nhiều, rất là nhiều chất xơ. Để em thử xem nào, nó xả ra xem nào. Đây là 11 phút 30 rồi. Đấy, hơi vẫn còn các bác thấy không? Đó, em xả ra hết. Đấy, được, xả về rau này hết hơi này. Đó, thấy không? Đấy, nên là cái nồi áp suất nó rất là tiện. À, cái nồi áp suất lại một cái điều nữa các bác lưu ý cho em nhé, một điều hết sức lưu ý nhé. Nếu mà nồi áp suất nào mà các bác mua, kể cả khi bác nấu mà rong nó không xì ra đây nhé, nghĩa là không xì ra xung quanh, đấy là cái điều đầu tiên, không xì xung quanh. Nhưng mà khi các bác chỉ cần tắt bếp thôi, đấy, tắt bếp là sao, nghĩa là mình không cung cấp nguồn điện, nghĩa là không cung cấp công suất để đốt nóng cái nồi nữa, mà cái van áp suất nó tụt xuống ngay lập tức, nghĩa là mình khi mà đang sôi thì vẫn còn áp suất, nghĩa là vẫn còn hơi xả ra. Nhưng mà khi tắt bếp một phát luôn ấy, đấy mà cái van áp suất này nó tụt xuống ngay lập tức thì nghĩa là cái nồi đó nó không còn giữ được áp suất bên trong nồi nữa các bác nhá. Đấy là cái hết sức lưu ý. Đấy, còn có cái nồi này 3,5 lít này. Đấy, còn nồi này em nói thật sự các bác là nó đun em nói bác nó cực kỳ chất lượng, con này đun cả từ luôn, con này của Ý sản xuất, con này còn đẹp lắm các bác ạ, còn mới keng luôn. Đấy, như là nồi mới luôn, con này em để đây nó bụi thôi. Đấy, em nói bác tiền nào còn lấy thôi, nhưng mà kiếm được con nồi nó đẹp như thế này thì khó lắm các bác nhá. Đấy, con này inox này 1810 các bác nhá. Đấy, inox xịn luôn đấy. Đấy, xong ba đáy của nó này. Đấy, nó làm chuẩn rồi. Đấy, châu Âu các bác biết không, đừng có mà bình thường châu Âu các bác nhá, châu Âu đỉnh lắm các bác ạ. Châu Âu với cả những nước phát triển đấy. Đấy, cao đấy, thì đây là nồi nó sản xuất tại châu Âu, Italy, Ý đó, nhưng mà nó xuất về Nhật Bản các bác nhá. Đấy, xuất về Nhật này, có thấy không? Đấy, rất là nhiều nước xuất về Nhật Bản. Đấy, vì nhất Nhật Bản là thu nhập của họ rất là cao. Đấy, nên là ta yêu cầu chất lượng phải cao quá nhá, chứ chất lượng không có đảm bảo là người ta không có nhập đâu. À, đặc biệt là những cái vật liệu để làm nên một cái song, một cái nồi. Đấy, nên là phải đảm bảo. Kể cả những cái món hàng gì cũng vậy thôi. Nhưng người Nhật họ rất kỹ, em thấy là cái phần mà thuốc thang, cái thứ thuốc tây, thuốc tiêu, cái thứ là Nhật nó sản xuất, là người ta cung cấp cho họ không à, họ ít nhập khẩu lắm, ít nhập khẩu ở những cái nước lân cận, à, chứ nhập khẩu có thể nhập khẩu ở những nước cao cấp giống như là châu Âu hoặc là Mỹ gì đó. Kể cả đồ máy lọc nước bác để ý không? Có cái máy nào sản xuất tại nước khác không? Không có giờ có nhá, chỉ có sản xuất tại Nhật Bản thôi, riêng máy lọc nước. Đấy. Đấy, hơi vẫn còn các bác thấy không, vẫn gì gì ra đây này các bác thấy không? Đó, cái áp suất của cái nồi này là rất là tốt. Đấy, nó giữ lại được hơi lâu thì em nói rồi, ngày xưa ấy, em bán nồi áp suất cực kỳ nhiều các bác nhá, rất là nhiều, em nói không phải nói các bác, các bác xem kênh em biết rồi, nó đến cả nghìn cái rồi, em không phải nói ngoa đâu. Đấy, thì em thừa biết những cái nồi áp suất nào là nó chất lượng đấy, mới cả dùng như thế nào để mới biết là cái nồi nó chất lượng hay không. Đấy, không phải là cái hãng nào tên tuổi lớn cũng là nồi áp suất tốt đâu các bác nhá, có những cái người ta dùng lâu rồi đấy, thì đến tay các bác dùng ấy, ít ấy, thì là nó bị kém đi cái phần giữ hơi rồi. Thế còn cái phần inox này em nói bác đến bao giờ mới hư được cái inox này của nó? Trừ khi nghĩa là thứ nhất là mình có thể làm rơi mạnh quá nó móp méo hay gì đó, nhưng mà cái nồi này rất dày rồi, toàn 0.5 mini thôi, đấy, 5 mini. Nó toàn thường làm cái kiểu đó, rất là dày.
Đấy, cái vung này làm sao mà hư được. Đấy, trừ khi mình làm rơi mạnh quá. Thứ nhất bên trong này nó có mấy bộ lò xo. Đấy, nếu mà mình làm rơi nó có thể tuột hoặc là nó gãy gì đó. Đấy, có trường hợp đó các bác nhé. Tại mình trước em làm em có biết là có. Còn bao giờ mà hư được? Có điều là mình nấu, nấu không có để ý như nào. Nấu bếp ga là nó cái này đốt nóng lên này, cháy bếp ga này. Đấy, thế thôi. Đấy, như là cháy khoai. Đấy, nó ga lửa lớn ấy, làm cháy khoai thôi. Ok, 15 phút rồi. Em thử ra mở ra xem khoai chín chưa các bác nhá. Đấy. Mình xả bớt xem còn tí hơi nào không. Đấy, hết hơi rồi các bác nhá. Đó, bây giờ mình mở vung ra thoải mái để xem khoai chín chưa các bác nhá. Đó, với 15 phút xem có chín được nổi khoai không. Đấy, vừa xuất. Đấy. Ui trời. Nóng quá các bác ạ. Đấy, rất là nóng nhá. Để em lấy con dao em cắt đôi ra. Tay bây giờ không động được. Rồi ok nhá, để em thử xem là 15 phút nó có chín nổi khoai không. Đây các bác nhá. Đấy, khoai đây. Nói chung là với 15 phút thì là nó chưa thể chín được khoai các bác nhá. Đấy. Nó chín được còn một cái ở giữa nữa này. Đấy, còn một tí ở giữa nữa, còn xung quanh của nó. Thì nó chín rồi các bác nhá. Đấy. Còn ở giữa nữa. Thì như kinh nghiệm như của em như vậy á thì em nghĩ là 20 phút là đủ để chín được khoai các bác nhá. Đấy. Thì cái lúc mà lúc sôi á, lúc sôi các bác nhá, nghĩa là lúc bắt đầu sôi ra hơi thì các bác để cho em khoảng 5 phút. Đấy, 5 phút hơi. Đấy. 5 phút là có suất xong, bắt đầu mình tắt nồi, mình cứ để om đó là khoai sẽ chín nhá. Bây giờ em mở vung hơi sớm thôi. Ok, thank you các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.